Bốn con 100.000, nhưng mà bác cho 50.000, bác chỉ lấy 50.000 thôi nhá. Rồi đi về nhá.
cho con bánh nhá. Con ăn được chưa? Đây. Cô mua cho con sữa. Cho con ít gạo nữa. Để con nấu ăn nhá. Ở kia là ở đây ủ nữa này. Ủ nữa để đây nhá. Để con đeo thử cho hạt vừa không? Để lúc nào con đeo vâng để con đeo cái nhìn nhớ chưa đeo vào cho nó sạch không trời rét con ở đây một mình con sợ không con ở đây quen quen rồi mình sẽ ở đây nhá cô mang gạo rồi nấu cơm nhớ chưa rau thì đi ra vườn hái nhá cố gắng nhá mua thằng Nam á, mua ăn về nuôi á, con giỏi thế á, chăm sóc nó tốt rồi nhá, có gì cho nó ăn không? Có cám. Con mua cám à? Ừ. Thế là nuôi Nam thì xong là làm vườn nhá, trồng rau nhớ chưa? Ừ. Thì khoảng cô xuống đây cô có gì cô mang xuống cho nhớ chưa? Ừ. Thế con đi nấu cơm đi, cô đi về nhá. Vâng. Ừ, cố gắng nhớ chưa? Ừ. Thế cô đi về nhá.